Theo thống kê của Trung tâm Tiếng Nói Tự Kỷ Hoa Kỳ Autism Speaks, trong 3 thập kỷ gần đây, tỷ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ có xu hướng tăng cao. Cụ thể, vào năm 2020, cứ 54 trẻ em được sinh ra thì có một trẻ mắc chứng tự kỷ. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2010, gấp 3 so với năm 2004 và gấp 93 lần so với năm 1975. Dự kiến trong thập kỷ tới, có từ 707.000 đến 1.116.000 thanh thiếu niên tự kỷ bước vào tuổi trưởng thành. Riêng tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 1 năm 2019, nước ta có 1 triệu trẻ em khuyết tật trí tuệ, chiếm tỷ lệ khoảng 1% số trẻ được sinh ra mỗi năm và chiếm 30% trong nhóm khuyết tật học đường vào năm 2020. Trong đó, số lượng trẻ nam mắc tự kỷ cao hơn bé nữ là từ 4 đến 6 lần, trẻ em thành phố chiếm tỷ lệ cao hơn vùng nông thôn. Mặc dù nếu phát hiện sớm, các bé có thể cải thiện kỹ năng học tập, giao tiếp xã hội cũng như sự phát triển của não bộ, nhưng có một thực tế là không có phát hiện y tế cho chứng rối loạn phổ tự kỷ. Chính vì vậy, đa phần trẻ tự kỷ thường được phát hiện ở năm thứ tư dựa trên những hành vi bất thường và chỉ có 12% được phát hiện sớm từ 2 tuổi. Phát hiện bé tự kỷ khi bé được 2 tuổi và thấy bé nó không có được lanh lẹ như những bé khác. Sau quá trình mà nó phát triển thì mình cũng tìm hiểu những cái sách báo chí thì cũng nhận định được là bé nó là có triệu chứng tự kỷ và bắt đầu có chế độ coi như quan tâm chăm sóc đặc biệt bé hơn. So với những đối tượng khác trong nhóm khuyết tật, trẻ tự kỷ thiệt thòi hơn về nhiều mặt như không thể đến trường và phải đối mặt với nhiều thách thức khi hòa nhập cộng đồng. 2/3 trẻ tự kỷ trong độ tuổi từ 6 đến 15 bị bắt nạt, 40% không nói được lời, IQ nằm trong mức độ giới hạn từ 70 đến 85, hơn 50% không được giáo dục và đào tạo chính thống. Nếu được chăm sóc đúng cách bằng những liệu pháp khác nhau, các bé vẫn có thể phát triển về ngôn ngữ và hoạt động thể chất. Nắm bắt kịp thời mức độ của trẻ để đưa các em vào những môi trường học tập, hòa nhập để có thể phát triển bản thân luôn là một bài toán khó đối với các bậc phụ huynh. Mặc dù mỗi đứa trẻ là một thực thể khác nhau, nhưng điều cần cho các em chính là được hòa nhập xã hội, hòa nhập cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác. Điều này chỉ có được khi xã hội nâng cao nhận thức, từ đó có sự đồng cảm với những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, tiếp sức với cha mẹ các em, rút ngắn khoảng cách tâm sinh lý, để những đứa trẻ kém may mắn ấy bình đẳng phát triển và hội nhập như mọi người. Và tham gia cùng chương trình Người Trong Cuộc hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, là chuyên gia âm ngữ trị liệu cho trẻ tự kỷ, kỹ thuật viên trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên âm ngữ trị liệu tự kỷ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Chào MC Nhật Khánh. Chào quý vị khán giả. Vị khách mời tiếp theo, Nhật Khánh xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Phương Dung, là chuyên gia giáo dục đặc biệt tâm lý trị liệu, nguyên phó trưởng khoa giáo dục đặc biệt trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc chuyên môn trường chuyên biệt Ước mơ quận 10 và trường mẫu giáo Hòa nhập Ước mơ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cô Dung xin chào Nhật Khánh và chào quý vị khán giả. Và vị khách mời tiếp theo, Nhật Khánh xin được trân trọng giới thiệu là bà Nguyễn Thị Ly, là phụ huynh có cháu nội là trẻ mắc chứng tự kỷ. Dạ, Nhật Khánh xin được chào cô ạ. Chào MC Nhật Khánh. Chào quý vị khán giả. Và để mở đầu cho câu chuyện của chúng ta thì Nhật Khánh xin được phép đặt câu hỏi dành cho Thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, là Thạc sĩ có thể cho biết tự kỷ là gì và có nguyên nhân hay là yếu tố ảnh hưởng đến tự kỷ hay không ạ? Quý vị khán giả đã biết, tự kỷ hiện nay trên thế giới thì từ năm 2013 đến nay thì các nhà khoa học đã gom lại một cái thuật ngữ nói chung, đó là rối loạn phổ tự kỷ. Như vậy tự kỷ không phải là bệnh mà một dạng rối loạn có nhiều cái đặc điểm khác nhau. Người ta nói là tự kỷ là một cái khuyết tật phát triển suốt đời, ảnh hưởng tới vấn đề về giao tiếp, tương tác xã hội và có nhiều hành vi và có nhiều cái rối loạn về giác quan. Yeah. Như vậy là nói đến tự kỷ thì mình thấy rằng là trên thế giới người ta cũng chưa có nói được là nguyên nhân là do cái gì. Nhưng mà với cái yếu tố di truyền là có trên lâm sàng nhưng mà không rõ ràng. Yeah. Ví dụ như là có nhiều gia đình có một anh hoặc là một chị có chứng tự kỷ thì đứa em cũng có thể có nguy cơ, nhưng mà có nhiều gia đình có đứa bé đầu là tự kỷ nhưng mà đứa sau cũng chưa chắc. Còn những cái yếu tố nguy cơ cao là có, ví dụ như là cha mẹ cái độ tuổi sanh nó không đúng như cái độ tuổi sanh sinh lý bình thường, là cha lớn quá hoặc là mẹ nhỏ quá hoặc là ngược lại, hoặc là
khi mà sinh non dưới 26 tuần thai thì có nguy cơ cao là mắc chứng tự kỷ, hoặc là những đứa bé mà khi bà mẹ mang thai mà có những cái dấu hiệu về ví dụ như là rubella hoặc là những cái nhiễm trùng thai ngán ở giai đoạn đầu thì đó cũng là có cái vấn đề nguy cơ rất là cao. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta sớm nhận biết là trẻ mắc chứng tự kỷ ạ? Trước đây thì ở Việt Nam hoặc là các nước phát triển thì 3 tuổi thì mình mới chẩn đoán trẻ rối loạn vô tự kỷ. Nhưng những năm gần đây thì thế giới đang phát triển, các nhà khoa học đang phát triển, các công cụ sàng lọc cũng đang phát triển rất là tốt. Vì thế cho nên phát hiện trẻ tự kỷ rất là sớm. Có nước phát hiện ra lúc 2 tuổi, có nước phát hiện ra lúc 1 tuổi và rất sớm. Ví dụ như ở Úc người ta sử dụng cái bộ công cụ sàng lọc. Yeah. Ví dụ như là start dưới 6 tháng thì bé gọi bé không quay nhìn, yeah, hoặc là bé không có giao tiếp mắt sau khi sanh, hoặc là trên 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng thì bé chẳng có biết bập bẹ, babbling gì hết, hoặc là ở 1 tuổi thì trẻ cũng không biết nói từ đơn, hoặc là đến 2 tuổi thì trẻ cũng chưa nói được từ đơn, hoặc là không có bập bẹ, hoặc là gọi tên cũng không quay lại. Có những cái biểu hiện mà mình cho rằng là chưa có được phù hợp lắm, ví dụ như hay đi nhón chân, hay là nhìn cái quạt quay, hay là không biết chỉ trỏ ở độ tuổi 1 tuổi, 2 tuổi. Như vậy là cái dấu hiệu báo động đỏ đó thì cũng đánh động cho bậc phụ huynh biết rằng là trẻ sẽ có những cái nguy cơ dẫn tới rối loạn vô tự kỷ thì được tầm soát sớm. Có thể chậm nói hoặc là chậm phát triển ngôn ngữ đơn thuần như vậy thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được điều này ạ? Nhiều phụ huynh chưa có biết về cái chứng rối loạn vô tự kỷ này đâu. Có thể là phụ huynh chưa chấp nhận, hoặc là phụ huynh cứ theo dõi trẻ coi thử tại sao không nói. Có thể là đến 3 tuổi, 4 tuổi, họ hy vọng rằng là đến cái giai đoạn đó trẻ có thể nói được. Thực sự ra mà nói là để phụ huynh chấp nhận được một đứa trẻ mà có dấu hiệu rối loạn vô tự kỷ sớm hoặc là được chẩn đoán tự kỷ sớm thì điều đó rất là khó, phụ thuộc vào các nhà chuyên môn. Đặc biệt là bên y khoa, bên bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ nội thần kinh nhi hoặc là bác sĩ nhi khoa phát triển phải là cái người chẩn đoán để cho đứa bé đó. Sau đó thì phụ huynh họ mới tin tưởng và họ mới đồng hành, can thiệp cùng con từ phía nhà chuyên môn, âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, giáo dục trị liệu và bên giáo dục là giáo dục đặc biệt hoặc là tâm lý hoặc là các nhà xã hội học. Xin được cảm ơn thạc sĩ Hoàng Văn Quyên. Dạ cô Ly ơi, với những cái biểu hiện của một bé tự kỷ mà thạc sĩ Hoàng Văn Quyên vừa nêu á cô, có giống với những cái biểu hiện của bé nhà mình hay không ạ? Khi sinh ra đó thì cháu có những cái khác biệt. Đến 2 tuổi á thì bác sĩ mà khám bệnh cho cháu thường xuyên ngay từ sơ sinh á thì ông có nói là ông khám bệnh cho con từ nhỏ đến bây giờ, đáng lẽ là con càng ngày con càng phải quen ông, chứ sao mỗi lần con gặp ông là con phản ứng, con khóc dữ dội. Yeah. Gia đình hãy đem bé qua bệnh viện Nhi Đồng để khám tâm lý. Yeah. Và lúc đó tôi với ông nội của cháu đem qua test. Test đó thì mới ra là bé không hề nhìn vào mắt mình, cũng như không hề biết chỉ. Và cái điều này mình không có phát hiện ra. Mình cũng không hiểu gì về tự kỷ. Nhưng sau đó thì mình đọc tài liệu, mình gặp các nhà chuyên môn, mình thật sự sốc. Rất là buồn. Phát hiện ra trường hợp của bé như vậy á, thì cả gia đình của mình đã bắt đầu cái quá trình để đồng hành cùng với bé như thế nào thưa cô? Dạ thì sau cái thời gian mà mình suy sụp, mình buồn thì mình nghĩ là mình phải cùng với con. Cho nên là tất cả mọi người là cùng với nhau tìm đến những nhà chuyên môn, tìm đến những cái nơi mà can thiệp bé. Thì lúc đó thì cái trường đầu tiên bé đến là trường Ước Mơ. Bé được can thiệp giờ bởi các cô giáo chuyên biệt dạy đặc biệt. Và sau đó thì bé được can thiệp ở lớp can thiệp sớm của khoa âm ngữ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và sau đó bé lại đi tiếp qua lớp can thiệp sớm của Đại học Y khoa Vạn Thạch. Có một cái điều may mắn là nó là đủ duyên, cho nên là với gia đình đồng hành với bé và bé được đi đúng những cái mà mong muốn. Cho nên là mỗi một ngày bé phát triển một chút và đến bây giờ thì bé đã có thể đi học lớp 1. Thưa thạc sĩ Trần Phương Dung, có một nghiên cứu cho rằng thực tế thì phần lớn trẻ tự kỷ là con của những gia đình giàu có, ba mẹ thành đạt, kể cả là những người nổi tiếng hoặc là công việc bận rộn, họ không có nhiều thời gian để quan tâm cho con em của mình. Như vậy thì trong cái quá trình làm việc cũng như là dạy trẻ tự kỷ hơn 20 năm qua thì cô thấy cái điều này có đúng hay không thưa cô? Hội chứng tự kỷ thì được khởi phát rất là sớm, là từ 12 đến 18 tháng. Và cho đến hiện nay á, thì khoa học chưa có một cái chứng cứ nào chỉ ra rằng sự thiếu quan tâm của cha mẹ lại là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên hội chứng tự kỷ. Yeah.
Và thực tế thì trong 20 năm làm nghề thì cô Dung thấy là có rất nhiều cha mẹ có trình độ, hiểu biết, yêu thương con và luôn luôn quan tâm, thậm chí học hỏi, đi học rất là nhiều để mà về chăm sóc, dạy dỗ con cũng như là chữa trị cho con. Tuy nhiên thì con vẫn tự kỷ. Thế nhưng những đứa trẻ tự kỷ mà ở trong đối tượng các cha mẹ này thì thông thường là trẻ có những cái bước phát triển hoặc là cha mẹ tìm những cái chỗ để mà can thiệp đúng cho con. À, trẻ có những cái bước phát triển rất là rõ rệt. Thậm chí là có rất là nhiều trẻ mà đã ngay từ rất sớm đã khai phóng được những cái tiềm năng tiềm ẩn của con. Chúng ta hãy hiểu và mở rộng cái trái tim để chứa đựng trẻ tự kỷ. Và mọi những cái kỳ thị hoặc định kiến về gia đình và trẻ tự kỷ thì sẽ dẫn đến là làm cho cái hội chứng tự kỷ càng ngày càng trầm trọng hơn ở trong xã hội. Thưa thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, với tư cách là một nhà chuyên môn âm ngữ trị liệu cho trẻ tự kỷ, vừa làm lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, vừa làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Như vậy thì thạc sĩ có thể phân loại theo cái mức độ tự kỷ cũng như là biểu hiện của từng mức độ ra sao thưa thạc sĩ? Đối với một cái chuyên ngành rất là mới ở Việt Nam đó là âm ngữ trị liệu, thì tiếng Anh gọi là speech therapy. Thì hiện nay ở Việt Nam đang phát triển cái lĩnh vực này rất là nhiều, đặc biệt dành cho những đứa trẻ khuyết tật và đặc biệt hơn là dành cho đứa trẻ tự kỷ. Bởi vì trẻ tự kỷ nó đang gặp khó khăn lớn nhất đó là vấn đề kỹ năng giao tiếp. Như vậy đối với một cái chuyên ngành âm ngữ trị liệu giống như tôi đang hoạt động về lâm sàng và giảng dạy thì các nhà khoa học có chia ra làm 3 mức độ để cho phụ huynh có thể dễ dàng nhận biết được. Không có phải là chia theo nặng nhẹ hay là trung bình hay là quá nặng gì, giống như bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ nội thần kinh hoặc là bác sĩ về nhi khoa phát triển, mà chuyên viên âm ngữ trị liệu sẽ chia sẵn cho phụ huynh đó là về mức độ giao tiếp. Như vậy có 3 cái thể, mình hay nói là thể là cái loại mà tự kỷ giao tiếp ở mức độ tối thiểu, có nghĩa rằng là trẻ đó chưa có từ đơn, chưa có một cái yêu cầu hoặc là một cái đề nghị một cách phù hợp. Suốt ngày cứ kéo tay, cứ la hét mà không biết đưa ra yêu cầu và không có từ đơn. Mặc dù trẻ tự kỷ đó có thể là nói nhại lời hoặc là lặp lại những câu của người khác, nhưng đó không phải là từ đơn. Một dạng thứ hai đó là dạng tự kỷ giao tiếp ở mức độ bắt đầu. Thì giai đoạn bắt đầu là gì? Là trẻ đó không biết là bao nhiêu tuổi nhưng mà bắt đầu có một số từ đơn nhất định. Từ đơn ở đây là trẻ phải hiểu được hoặc là trẻ có thể tự nói được đúng ngữ cảnh thì mình gọi là từ đơn. Và trẻ có thể kèm theo một số cái biểu hiện đưa ra một số cái yêu cầu mà khá là phù hợp, không còn ăn vạ, không còn những cái hành vi bất thường giống như trẻ mà mình nói là tối thiểu. Và một trường hợp thứ ba, một dạng thứ ba để phân biệt cho phụ huynh dễ và các nhà chuyên môn dễ làm, đó là tự kỷ giao tiếp ở mức độ nâng cao. Có nghĩa rằng là từ trẻ đó có thể là nói được một cụm từ, một câu ngắn và có thể đưa ra yêu cầu bằng cử chỉ, điệu bộ nó gần khá phù hợp. Vì thế cho nên người chuyên viên âm ngữ trị liệu thì được phân chia cái kiểu đó để cái nghề của họ giúp cho phụ huynh dễ dàng nhận biết và để đi tới cái vấn đề là can thiệp, nó đúng nghĩa là can thiệp về giao tiếp hoặc là can thiệp về tương tác xã hội cho trẻ tự kỷ. Dạ vâng, dạ xin cảm ơn bác. Dạ thưa cô Ly ơi, thực tế thì đến thời điểm này á, tuy là thông tin chính thống cũng đã được phổ biến, thế nhưng mà có một số phụ huynh á thì họ cho rằng là phải dùng thuốc để trị. Như vậy thì với một người đã có kinh nghiệm như cô á, thì cô có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ? Khi mà có một cái đứa cháu là trẻ tự kỷ thì mình gặp rất là nhiều nhà chuyên môn, gặp phụ huynh để họ chia sẻ kinh nghiệm cũng như là đọc rất là nhiều tài liệu, thì mình hiểu rằng bệnh thì hết nhưng mà chứng thì không có hết. Thậm chí có một số bệnh để lại di chứng nữa, cho nên là chứng là không có hết. Và khi biết được điều đó đó thì mình cố gắng can thiệp bé theo tất cả những cái điều mà nhà chuyên môn và mọi người hỗ trợ để giúp bé làm sao mà bé khắc phục được những cái khó khăn của bé. Và trong cái hành trình đi thì mình cứ tập dần. Và thật sự là thuốc nó không giải quyết cái vấn đề của bé. Và ở đây cái mà chính là mình đồng hành và can thiệp sớm, can thiệp mọi lúc mọi nơi. Không có nghĩa là mình áp đặt mình phải dạy hay mình phải đổ kiến thức cho con. Nhưng mà mình đồng hành cùng con để giúp con, giúp con những cái gì, những cái kỹ năng mà con không có. Và thậm chí
các bé này nó có những cái sở trường rất là vượt trội, thì mình hãy dùng cái mạnh của bé để mà đẩy cái yếu của bé. Đối với gia đình thì làm giống như vậy. Dạ, như vậy là như cô Ly vừa chia sẻ thì trong cái quá trình mà mình đồng hành cùng với trẻ khi mà gặp cái trường hợp các trẻ mắc chứng tự kỷ ấy, thì ngoài gia đình chắc hẳn là những cái chuyên viên, những cái giáo viên đặc biệt là cũng sẽ là những cái người mà dành nhiều thời gian để chăm lo cho các cháu nhất ngoài gia đình. Như vậy thì với những chuyên viên, những giáo viên đặc biệt, với cái nhiệm vụ của mình như thế, đồng hành cùng các bé, mình có gặp những cái khó khăn gì hay không thưa cô? Chắc chắn tự kỷ là một cái dạng đặc biệt của đặc biệt ạ. Cho nên là cái việc mà chăm dạy cũng như là trị liệu cho các con thì cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên thì với cái kinh nghiệm làm nghề của cô Dung á, thì cô Dung cũng có 4 cái lời khuyên cho cha mẹ và thầy cô để mà làm việc với trẻ tự kỷ. Thứ nhất á, là lời yêu con vừa đủ. Dạ. Tức là chúng ta cũng không quá yêu chiều con quá, mà phải cho con những cái giới hạn để cho con có thể là khắc phục được cái điểm hạn chế của con về cái giới hạn trong giao tiếp và trong sinh hoạt, cũng như là trong các cái hoạt động, vận động, vân vân. Cái lời khuyên thứ hai đó là cha mẹ và thầy cô tuyệt đối không nên ám thị con. Chúng ta vẫn thường nghe cái từ là tự kỷ ám thị, đúng không ạ? Thì rất là dễ, con rất là dễ bị ám thị. Do vậy cho nên là chúng ta không nên ám thị những cái điều mà bất lợi hoặc là những cái khó khăn của con hoặc là những cái hạn chế của con. Ví dụ như là chúng ta nên nói: ôi sao con không nói rồi, con lăng xăng quá. Thì đó là vô tình chúng ta đã ám thị cho con những cái điều mà không có lợi. Lời khuyên thứ ba đó là hãy làm sáng những cái điểm sáng của con. Trẻ tự kỷ cho dù là nặng đến mấy thì cũng có những cái điểm sáng. Như vậy thì chúng ta hãy làm sáng những cái điểm sáng của con. Tức là chúng ta hãy soi sáng vào, soi cái ánh sáng vào cho con. Có nghĩa là chúng ta hãy ám thị những cái điều tốt cho con. Đó, ví dụ như là con đã biết cầm được cái ly nước nè, rồi con đã ngồi ngoan để mà cùng ngồi xem phim nè, hay là con đã ngồi tập trung học nè, thì đó là những cái điểm sáng mà chúng ta cần phải đưa vào cho con để cho con có những cái động lực cũng như là có phát triển những cái điểm tốt ở trong con. Và cái lời khuyên thứ tư đó là chúng ta hãy kiên trì hơn cái sự kiên trì của hội chứng tự kỷ. Đó là một trong những cái bí quyết đối với lại cha mẹ cũng như là thầy cô. Dạ, dạ. Bởi vì trong cái quá trình mà trẻ tự kỷ phát triển thì các bé vẫn nhận thức bình thường, cho nên chính vì thế mà chúng ta vẫn cần phải có những cái lời động viên và khuyến khích cho các bé, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ xin được cảm ơn các vị khách mời. Và quý vị thân mến, để đồng hành cùng với các trẻ mắc chứng tự kỷ đó là một quá trình lâu dài, và những thông tin ngày hôm nay là một phần trong quá trình đó để có thể hiểu hơn về cái quá trình đồng hành cùng với con em như thế nào để cho các trẻ có thể có một cái sự phát triển và hòa nhập tốt nhất.